Sáng sớm nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc. Trong ngày hôm nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo là Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Đặc biệt không khí lạnh về sau chuỗi ngày ấm sẽ rất dễ kèm theo các hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đồng thời trời sẽ chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ từ 15 đến 18 độ C, vùng núi từ 12 đến 15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ C. Trên biển, không khí lạnh xuống cũng gây biển động mạnh ở vịnh Bắc Bộ. Cảnh báo gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Bắc Biển Đông, gồm huyện đảo Hoàng Sa, gió cũng mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.